Vụ lao xe trên xảy ra trong bối cảnh đụng độ bạo lực bùng phát tại một cuộc tuần hành lớn của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng ở thành phố Charlottesville. Hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành đoàn kết phe cánh hữu và những người phản đối họ đã xô sát với nhau. Bộ Tư pháp Mỹ nhận định vụ bạo lực gây chết người này đã vi phạm luật pháp và công lý Mỹ. Bộ trên đã thảo luận với FBI và các cơ quan thực thi pháp luật của bang Virginia, sau đó đi đến quyết định mở một cuộc điều tra. Đây sẽ là cuộc điều tra liên bang bởi nghi can chính trong vụ việc đã vượt qua ranh giới bang, đi từ bang Ohio đến bang Virginia gây án. Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đã kêu gọi Bộ Tư pháp tiến hành điều tra và truy tố vụ việc này như một hành động khủng bố trong nước. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bang Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích vụ việc là biểu hiện thái quá của thù hận, mù quáng và bạo lực từ nhiều phía. Tổng thống Trump khẳng định chính quyền liên bang sẵn sàng hỗ trợ nhà chức trách Virginia giải quyết vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết bất kể màu da, tín ngưỡng, tôn giáo hay chính đảng.